Mày nói thế nào chứ? Thì vin thì tao vin như tao đã cấu đâu mà mày nói tao thế. Thì cháu dặn trước, chứ phỏng mà ông cấu nó, ai cũng như ông cấu nó. Thì nhá, ông cấu một lần là một ly, mà một ngày như thế á, nó bán được cả nghìn ly. Thì một nghìn người cấu nó còn gì là người á, còn gì là thân xác nữa. Chứ phải dặn ông trước thế. Ông ngáo rồi vào thì chả làm chủ được cái tốc độ chi mê của ông thì bắt đầu nghiến răng nghiến cổ cấu. Dặn trước thế nha. Trong mày ngồi ngồi trên mũ tháo là mày ngồi trên đầu tháo rồi đấy. Trời ơi, thế ông ví cái đầu của ông như cái mũ này à? Mày bẩn vừa thôi. Bày đặt gớm, bày đặt gớm. Sao bẩn mày lại lấy cái cỏ này để lau? Thế hóa ra cái mông cháu là bẩn hơn cả cỏ à? Chà thế à? Con Thủy nó chân dài lên cháu nó... Phót một phát nó lên luôn. Cháu nãy giờ làm mai chả lên được. Đành phải ngồi dưới này đấy. Mày bắt cái ghế mà mày lên chứ. Ghế ở đâu? Ghế đâu ra? Ghế lên trời rơi xuống à? Con Thủy nó cao hơn mày được bao nhiêu? Được có tí tẻo này mà nó treo được, mày không treo được. Nó vừa cao hơn nhá, nó vừa là khỏe hơn nhá. Nó phót một phát thì nó lên. Con này là con gái, nhưng mà nó như giống đực ấy. Ngày hôm qua nhá, nó còn phót được cái tường bao của nhà bà Hạnh kia. Nó phót một phát vào được cái trong tường bao, nó chảy bưởi ra cho cháu ăn đấy. Ông bảo nó có ghê không? Mày này, mày lại xé áo tao đấy nhá. Này, đừng, này ông đừng có đặt điều nhá. Cháu nào xé của ông đâu? Này, đây, mày xé rách đây này. Nó tự rách, cháu nhìn sang cháu thấy mà. Cháu nào có xé được tí nào? Mà cháu xé nào? Ôi trời, cái gì mà vàng chóe này? Mày, cháu vàng thì kệ tao. Ông biết ông bao nhiêu tuổi rồi mà ông mặc cái vàng chết vàng chóe như thế? Hay là áo bà? À, bị chết rồi. Quả này. Chỉ có con gái mới có màu này thôi. Này, ông ra lấy áo bà mặc phải không? Quả này là bà đâu mà bà mà. Để áo của tao chứ. Áo tao mà vàng chóe này. Cái này chỉ có áo phụ nữ thôi. Trời này mà ông ngủ với bà chắc là thích lắm đấy nhỉ. Tại vì mùa hè ngủ với bà chảy mỡ ra. Chịu thế nào được. Bây giờ trời se se lạnh thế này ấy, thịt bà chắc là săn lắm đấy ông nhỉ. Bà... Mày nói buồn cười nhỉ. Thì đồng ý là trời này ấy, xe xe lạnh, ôm bà sướng. Sướng, thịt nhưng... săn. Nhưng mà thịt săn thì con cúc cu nó cũng săn đúng không? Làm ăn được cái gì nữa? Con nói có đúng không? Có đúng là trời lạnh này là ông cũng săn lại giống như kiểu mà cái ánh của khoai sọ không? Săn gì mà săn, bọn tao thì có gì mà săn nữa. Không có gì thì ông ngủ với bà làm gì? Để lấy hơi à? Lấy hơi đàn bà thôi à? Tao ngủ với bà lúc nào? Không ngủ với bà mà mặc lộn áo đây à? Mặc nhầm áo bà đây à? Cái áo này ấy, bà bỏ rồi. Hôm qua bà lấy ra để làm giải lau ấy, tao thấy đấy nó mới này, tao lấy tao mặc. Ôi, thân ông kiệm. Ông làm gì mà phải tiết kiệm như thế? Bà đã lôi ra làm giải lau rồi thì ông cũng vứt đi. Lấy làm gì nữa, lấy mặc làm gì nữa? Nhưng tao mặc trống này ảnh hưởng gì đâu. Gớm ông ơi, sống có được bao lâu nữa đâu. Gần đất xa trời rồi, cứ ăn sung mặc sướng đi. Đừng có tiết kiệm quá, phải biết hưởng thụ đi. Đến khi một mai này đi theo ông bà rồi thì có mang được đi hết được không? Cháu là khoái cái phong cách sống của bà lắm đấy. Bà nhà ông biết hưởng thụ nhá. Biết là vứt cái cũ đi để hưởng thụ những cái mới. Đằng này ông ấy hưởng thụ lại những cái cũ của bà. Ôi rồi ôi, thế có phải nhục không? Hôm sau ấy, cháu mời ông, cháu bao ông đi hưởng thụ một hôm. Mày thì bao tao hưởng thụ cái gì? Cái món này ấy, đảm bảo với ông nhá. Cháu mà bao ông, ông chỉ có mà thích trở lên thôi. Đi cà phê tay vịn sướng lắm. Cà phê tay vịn là cà phê như thế nào? Ông bằng này tuổi đầu rồi mà cà phê tay vịn là gì ông còn không biết á?
Thì tao không biết thì tao bảo là không biết. Trời ơi, khổ không? Thế này thì đi theo ông bà có phải là lãng phí không? Còn chưa biết gì về sự đời không? Khổ ghê. Này nhá, không biết thì cháu nói cho mà nghe. Rồi lần sau mà còn đi mà hưởng thụ này, đi vào đấy ấy, ông gọi một ly cà phê ra là có một con em cao ráo, chân dài tới nách, ăn mặc ấy thì mát mẻ cực. Nói chung là ăn mặc ít vải ấy, đứng cạnh ông nhá. Rồi thì ông uống cà phê xong ông muốn vịn vào đâu của nó thì vịn. Mày nói thế chứ, nó mặc như thế thì nó hưởng người à? Ô thì chưa sao nữa, thì nó mặc mát mẻ để cho ông vịn, ông cảm giác thoải mái, ông mát mẻ trong người. Chứ còn mà nó mặc kín người, kín quần áo như thế thì ông vịn quần áo nó làm gì? Thì ông về, thà ông về ông vịn vào người bà ấy nha. Tao đi uống một ly cà phê thì làm gì mà phải nó ra để tao vịn? Tao ngồi đi ghế tao uống được chứ. Ôi dồi ôi, thế thì nói làm gì? Nói làm gì đi cà phê tay vịn? Nó mang tiếng là cà phê tay vịn nhá, thì là sẽ có người đẹp đứng cạnh ông, thì để cho ông vịn. Mà ông vịn này không mất tiền, ông chỉ mất tiền cà phê thôi. Chúng mày nói thế nào chứ? Làm gì mà đi uống cà phê mà lại nó đứng đấy cho mình vịn, không lấy tiền? Nói với kẻ quê chán nhỉ. Nói mãi với ông mà ông không hiểu. Này, ông vào đấy nhá, không phải là nó miễn phí cho ông đâu, mà là nó tính tiền trong cà phê hết rồi, chọn gói vào trong ly cà phê của ông uống rồi nhá. Ông có vịn hay ông không vịn ấy, thì bọn cháu vẫn mất tiền như thế, không thêm mà cũng không bớt. Đấy, có nghĩa là ông vịn ở đây, ở đây, ở đây, ông vịn chỗ nào cũng được, không mất thêm tiền, chỉ tính tiền ly cà phê này. Thì mất cái gì mà mình không vịn, đúng không? Cái của trời cho như thế, mình phải vịn vào, vịn nhiệt tình vào. Ông hiểu chưa? Như thế người ta mới gọi là đi cà phê tay vịn đấy ông ạ. Thì đến đấy là mình uống cà phê ứng vịn đâu cũng được à? Đúng rồi. Ông cứ vịn nhiệt tình vào cho cháu. Thì thế thì tao mà vịn lâu lâu có được không? Ông vịn chỗ nào cũng được, vịn bao lâu cũng được, nhưng mà không được cấu nó đâu đấy nhá. Cấu nó đau á, mình còn phải mất lại, thêm tiền lại, đấy. Lâu lâu lại chí phát, lâu lâu lại méo phát. Vịn, thế thì vịn, ai chịu được? Vịn trong thế này. Lại nghiến răng, nghiến lại lên, kiểu cấu thì giờ không chịu đứng. Chết dở. Ông cấu như thế á, chỉ có bà nhà ông mới chịu được thôi. Còn nó mình hạc thương mai như thế, ông cấu nói thế thì đời nào nó chịu được? Mày nói thế nào chứ? Thì vịn thì tao vịn, như tao đã cấu đâu mà mày nói tao thế. Thì cháu dặn trước, chứ phỏng mà ông cấu nó, ai cũng như ông cấu nó, thì nhá, ông cấu một lần là một ly, mà một ngày như thế á, nó bán được cả 1000 ly. Thì 1000 người cấu nó còn gì là người nữa, còn gì là thân xác nữa. Chứ phải dặn ông trước thế. Ông muốn ông ngáo rồi vào thì chả làm chủ được cái tốc độ chi mê của ông, thì bắt đầu nghiến răng nghiến cổ cấu. Dặn trước thế nha. Rồi về chuẩn bị tinh thần, quần áo đẹp đẽ. Chứ ai đời đi uống cà phê mà ông mặc cái bộ quần áo mà rách thế này á, vào nó tưởng nhặt vé chai, nó còn bảo đây không có ống lon đâu thì chết đỡ. Ăn mặc đẹp như thế thì ba biết thì làm thế nào? Ông dốt thế, mang ra bụi chuối mà mặc rồi mà đi luôn chứ. Ai lại mặc trong nhà thì đi, để bà biết. Mà trong này có 3 người thôi, cháu không nói, con Thủy không nói, thì ông về kín kín cái mồm lại. Thì đi về bảo con Thơ con Thủy nó bao tôi đi uống cà phê tay vịt bà. Thế thì chết gì, chết cả lũ, không phải mỗi ông đâu. Thì đi như thế thì có xa không? Xa hay gần không quan trọng, ông cứ lên xe cháu chở. Đã bảo là cháu bao ông từ A đến Z, từ lúc đi đến lúc về, ông chả phải lo nghĩ gì hết. Cứ đến đấy, cứ leo lên xe cháu là đến nơi. Ông uống xong vịn xong, cháu đưa ông về. Để tao về tao xem đã. Làm cái gì nữa, đã quyết là phải quyết nhanh nhanh nhá, không là hết chỗ đấy. Xuống đấy ông mà quyết muộn chỉ có uống cà phê thôi.
không có vị vịn vị sở gì hết đâu. Tao uống chắc cà phê không được à? Ông lại nói kiểu thế. Đem bảo là cà phê tay vịn lại uống mỗi cà phê. Thì cha ông ra ngoài quán mua một gói cà phê 2.000 về ông pha ông uống trẻ mồm. Cần gì phải đi cà phê tay vịn làm gì? Bọn cháu ấy là muốn ông mở mang tầm mắt, để lúc ông đi với ông bà ông không hối tiếc gì. Để cho ông biết thế nào là cà phê tay vịn, để còn khi mà ông theo ông bà đi xuống đấy thì ông còn có cái để khoe với mọi người chứ. Tao biết rồi. Tao biết rồi thì nói tao to lên. Đi cà phê tay vịn mà còn e dè e thẹn đấy thì vịn cái gì? Ừ, thì tao biết rồi. Đấy, nó ít ra nó cũng phải thế chứ.